Ok, chào mừng 1 triệu anh em đã trở lại với cái kênh Trải nghiệm TV. Chúc tất cả anh em xem video clip thật là vui vẻ nè. Và mở ra full vũ khí, không được cái quần đùi gì hết. Thì hôm nay mình tiếp tục lại quay lại làm những trò khỉ cho anh em xem nha. Thì trong khi xem video thì các anh em tiếc gì cho em mấy một like nè, một chia sẻ nè và một đăng ký kênh nha anh em. Thì mình không ở đây đâu nè, mình sẽ đi về map Noga anh em ạ. À, về map Noga thì có một cái dụng ý rất là mờ ám nha anh em. Đấy, vào trong đây thì mình bung lên thì các anh em đã biết là mình làm cái gì. Thì vào trong đây mình sẽ khảm vô cái band của mình. Cái band của mình là tỷ lệ hoàn hảo 10% và 3 dòng socket. Hiện giờ nghe thông tin đó thì người ta đã ra socket 5 lỗ rồi anh em. Là người ta đã có socket 5 dòng rồi mà chưa thấy ai phe ai up ở trên group hết. Nhưng mà AD người ta đã có đưa một cái bài viết là đã có socket 5 lỗ đó cho các anh em. Sọt lỗ nào thì sọt anh em. Thì mình trước tiên mình sẽ cho em ấy vào ba khuôn. Ba khuôn thì chúng ta có nè những nguyên liệu nè, thấy không? Đây mình sẽ vào cho các anh em xem. Thì mình có cái cell 1 là cell 5, là cái khuôn 5 thì là tăng sát thương kỹ năng. Khi mình nhấp vào nâng cấp thì nó cho chúng ta ra nè. Mình có ba dòng đây, mình có ba dòng đây thì nó phật sáng lên ba dòng. Đấy các anh em thấy không? Xem coi nó có chứa mình được dòng nào anh em. Thì mình sẽ kiếm một dòng cho em ấy nè. Và mình sẽ khảm cái dòng đầu tiên cho em ấy là tăng sát thương chí mạng cộng 40%. Nguyên liệu thì rất là dễ luôn. Nguyên liệu chỉ có là một chao và một cờ ga thôi. Thì chúng ta bắt đầu khảm vô nè. Đấy, như vậy là đã thành công vào cái slot thứ nhất. Và mình chọn cái slot thứ hai. Slot thứ hai á, thì mình ở trên chí mạng rồi á. Thì mình sẽ cho là tăng sát thương kỹ năng, tăng tỷ lệ tấn công thành công nè. Và cái dòng thứ hai mình sẽ cho em ấy là tăng tấn công tối đa phép thuật cộng 30 nè. Đấy, mình sẽ vào. Như vậy là đã có thêm một cái slot thứ hai đã khảm thành công và tiếp tục là một cái slot thứ ba. Slot thứ ba thì MB khi giết quái vật thì không cần nè. Và có thể là tăng tấn công tối thiểu phép thuật lên, như vậy là cũng im đó nha anh em. Ở trên là mình có sát thương chí mạng 40% và tiếp theo là tăng tấn công tối đa phép thuật. Slot cuối cùng mình sẽ để là tăng sát thương kỹ năng lên nha anh em. Thì mình sẽ đổi cho nó một cái là tăng sát thương kỹ năng. Đấy, cực kỳ ngon không anh em? Như vậy là mình đã có một cái ban. Một cái ban này là một cái ban phá nha. Tại vì ban phá mình có rất là nhiều. Những cái ban kia nó ra cũng ngon ngon không à. Nhưng mà mình không có chừa. Chủ yếu là mình dân cài cuốc, mình chỉ chừa lại 10% dưới là mana thôi. Nên những cái ban kia là mình đã bỏ, đã vứt hết rồi anh em. Đấy, như vậy là mình đã khảm thành công cho máy nè. Tăng sát thương chí mạng lên là 40% nè. Tăng tấn công tối đa phép thuật cộng 30 nè. Và tăng sát thương kỹ năng cộng 57. Như vậy là mình đã hoàn thành một cái ban cho em ấy là khảm 3 dòng cực kỳ ngon đến từ vị trí của anh Red White luôn. Rất là hấp dẫn luôn. Mình vô cái cánh mình nâng cấp coi. Nó không còn để nâng cấp cái gì hết. Nâng cấp thuộc tính máu. Thì mình sẽ nâng cấp cho em ấy full luôn. Như vậy là đó, full thuộc tính máu luôn. Đây, cái con này thì mình khá là tâm huyết với cái con này nha. Thì mình vẫn còn có một cái bên trong đây nè anh em, một cái bên mana. Đây, một cái bên mana nè, một cái bên mana 2 dòng nè. Và một cái bên mana là 3 dòng nè, đó mình chỉ sử dụng là cái bên mana với 10% thôi, còn những cái kia thì mình không tính đâu. Và ngoài việc mà khảm vào bên demo cho các anh em xem thì mình còn làm một cái chuyện khác. Một cái chuyện là mình sẽ đi kiếm những cái nguyên tố để khảm pentagram. Những cái nguyên tố khảm pentagram thì nó cho chúng ta được những gì? Đây mình sẽ vào nha anh em. Thì mình sẽ đi vào mình kiếm những cái nguyên tố này đây. Đây những nguyên tố nào thuộc tính là lửa, nước, đất, gió và bóng tối. Thì mình sẽ kiếm những cái này nha anh em. Đấy, những cái khuôn này nè. Mình kiếm những cái nguyên tố này để mình khảm vào một cái ben. Tại vì mình có rất là nhiều ben, nhưng ben của mình là ben cùi chuối cộng cùi mía luôn, kim luôn, cùi bắp nha anh em. Đậu xanh, không có ben nào mà ra hồn ra ôm gì trơn á. Thì số lượng nó cũng khá là nhiều. Thì mình sẽ vào trong đây mình cho nó tăng số lượng lên anh em. Nó khảm được 50%. Thì mình nó cho mình tối đa là 10 nha anh em. Đây, nó cho mình tối đa là 10 lần ép một lần. Thì mình sẽ ép xem nó sẽ như thế nào nha anh em. Thành công nè anh em. Đây, mình sẽ ép xem có nó ra những gì và những gì nha. Không còn chỗ trống anh em à. Thì mình sẽ vào trong gương mình bỏ bớt những cái nguyên liệu mà nó thừa thải đi.
Tự giờ mình cũng quên gom mấy cái này lại anh em, tại vì mấy thằng lính của mình bỏ nó gãi gác tùm lum hết trơn á, nên mình quên gom mấy cái này lại. Cái này mình vào cái hạt phụ, mấy cái hạt phụ mình gom lại nè, cũng được khá khá nè anh em. Thì chúng cho chúng ta là phòng thủ 10%, và tiếp theo là cái gì đây, mình sẽ bỏ những viên nguyên tố này vào đi, chừng nữa mình sẽ khảm sau nha. Chủ yếu là mình kiếm những cái nguyên tố này nè anh em, xem có cái nguyên tố nào mà lúa về không, vì cái video trước thì mình mở vũ khí nó không có được may mắn lắm. Phòng thủ thuộc tính cũng 10% luôn, cái này là sức sát thương thuộc tính, toàn là cái gì không anh em, tỷ lệ tấn công thuộc tính nè, bóng tối nè, và thuộc tính nè, cũng là một dòng không phải được ba dòng nó mới ngon anh em. Đấy, chỉ là một dòng ra những dòng gác thôi, nhưng mà mình tích cực quay tay dặn may nó sẽ tới nha anh em, đừng có nản nha. Vì chúng ta cũng có thể là khảm vào một cái bên của mình để mình đi chống chịu và chịu đựng qua cái cơn bão nha anh em. Đấy, cũng rất là nhiều, mình sẽ bỏ bớt vào trong gương, mình sẽ làm tiếp thêm vài nhái nữa nha anh em. Tiếp tục thì mình sẽ cho số lượng nó lên là 10 nha, chứ đừng khảm từ cái, khảm từ cái lâu lắc lắm anh em. Chừng nào nó thành công, chừng nào nó full gương thì mình ra mình kiểm tra lại. Không còn chỗ trống, không còn chỗ trống thì ra mình kiểm tra cái sản phẩm của mình. Ra kiểm tra sản phẩm của mình thì mình bắt đầu mình vào mình kiểm lại cho các anh em xem. Toàn là gác nha anh em. Hôm qua đen và hôm nay vẫn là đen anh em, không có cái nào mà lên tới hai dòng. Vì lý do kỹ thuật nó full gương thì mình đã phân hủy ra những cái nguyên tố này nè Nam, mình đã phân hủy ra thành những cái viên này đây. Đấy, tại vì mình không có những cái gương nhiều á, mình chưa có mở gương nhiều nên mình mở được có vài nháy thôi nó đã full rồi. Thì tiếp tục mình sẽ vào test tiếp nha anh em. Các anh em biết vì sao mà mình test không? Tại vì một cái band của mình còn thiếu một lỗ, còn thiếu một lỗ một cái slot 3 thì nó chưa có, thì hôm nay mình đã quyết định mình làm. Lúc trước mình đã có làm rất nhiều nhưng mà nó ra toàn là gác không à, mình không có up lên, và hôm nay mình sẽ up lên cho các anh em xem là khảm một cái bên nó xin như thế nào, cực kỳ khó khăn luôn đấy. Sẽ kết hợp liên tục anh em, chừng nào nó full gương thì thôi. Đấy, thì nó đã full gương rồi. Thì đây mình bấm vô cho các anh em xem, đây một cái band của mình đây, nó thiếu một cái slot thứ ba nè, số lượng của tinh thần 3 nè. Các anh em thấy không? Một cái slot thứ ba, một cái slot thứ ba cái nguyên tố nó là cái nguyên tố gió này đây. Đây mình đã chừa cái nguyên tố gió này đây đây, cái nguyên tố gió này nè anh em. Thì bóng tối nó sẽ đi với gió nha, tại vì cái band bây giờ thì nó đẩy qua cái tiếng Việt rồi, các anh em khảm nó rất là dễ dàng luôn đây. Cái band của mình là cái band bóng tối nè, và cái thuộc tính của nó là thuộc tính gió nè, các anh em thấy không, thấy chữ gió không, đấy thuộc tính gió nè. Thì các anh em hãy bấm vào kiếm những cái thuộc tính gió ở đây. Đây ví dụ là đây thuộc tính gió, đây là một cái thuộc tính gió, và khi khảm một cái band thì các anh em nhìn nè, nó có để biểu tượng nè, các anh em thấy không, ở trên là để cái hình như con chuồn chuồn nè, dưới đây là như cái bình tích, còn dưới đây là cái hình thánh giá nè, dưới đây thì tròn quay luôn không biết hình gì, và dưới đây thì hình như là một cái đồng hồ cát. Thì tương tự như vậy các anh em có thể khảm về cái bên nè, các anh em thấy nè, đây là slot 1 nè, và đây là slot thứ hai nè, đây là một slot thứ ba nè, cái thánh giá nè, và cái slot thứ tư là cái tròn quay nè, và cái slot cuối cùng lại như một cái đồng hồ cát. Thì mình kiếm cái đồng hồ cát mình khảm vô là nó sẽ được thôi. Thì mình kiếm cái đồng hồ cát nó không có luôn anh em, vậy là chưa có cái đồng hồ cát nha. Và như vậy mình sẽ vào mình bật lên từ một nữa xem coi mình có được cái dòng nào là hai dòng không, vẫn không có nghe nè.
khá là đen luôn anh em. Cái này em có thể là tạo ạt clone để mình kiếm những cái nguyên liệu như gì để mình úp ra. Nếu mà cái nem ăn mai nó sẽ ra nhiều cái hay ho để kiếm lúa về cho cái nem rất là dễ dàng. Như mình đây, mình nghịch ngu gì nè anh em, tốn rất là nhiều. Lúc trước mình đâu có làm trong cái bơi phá đâu anh em, lúc trước mình làm toàn là cái bơi thật không à, cái bơi không phá không à. Nó nhai của mình biết bao nhiêu là bơi nữa, từ cái chuyện nhỏ tới cái chuyện lớn. Nhà to lô hết, có bao nhiêu bơi lú ra là nghịch hết, nhưng mà nghịch không có thành công cái gan gì nè. Và hôm nay mình up lên cho các em xem là cái quá trình của mình nghịch là nó sẽ tốn tiêu hao như cỡ nào, các em thấy không? Như vậy là chỉ là phân hủy bỏ thôi chứ không có mà đỡ làm chi mà cho chặt gương anh em, vì nó có đỡ chữ nâng cấp nữa nè, các em thấy không? Nó có đỡ chữ nâng cấp nè, nhưng mà không có nguyên liệu để mình nâng cấp lên thì cũng không có làm gì được anh em, chỉ việc bỏ thôi anh em, chỉ phá hủy ra thôi. Chừng nó lấy những cái nguyên liệu này mình làm chuyện khác nữa. Vì khi nó có một dòng như vậy thì các anh em đừng có khảm vô cái bên làm gì. Ít ra thì các anh em phải lên là hai dòng hoặc là ba dòng hãy khảm vào cái bên. Chứ một dòng này các anh em khảm vô thì dễ, nhưng mà lấy ra thì rất là khó. Lấy ra chúng ta cần phải có bông lúa mới lấy ra được, còn không có bông lúa là không có lấy ra được nha anh em. Và cái này á, thì mình sẽ phân hủy ra hết. Đây không có cái gì để đẹp mắt hết thì mình sẽ phân hủy hết. Vì những cái nguyên liệu này á, thì các anh em không cần phải mua, tại vì các anh em có thể là cày ra được. Các anh em có thể cày từ cái chuyện đơn giản nhất là cắm bãi quái, vừa treo lever rồi vừa nhặt bot, vừa kiếm công cụ để mình nghịch rất là nhiều. Khi mà vào chơi nó có nhiều chuyện để khám phá và trải nghiệm lắm, chứ không phải là một hai chuyện đơn thuần như là các anh em chỉ vào là treo quái hoặc là làm những chuyện linh ta linh tinh, cái đó là không có nha anh em. Đây mình chừa những cái này lại đây nè, ví dụ mình bấm nâng cấp nè, nâng cấp là mình không có nguyên liệu nè, là mình không có nâng cấp được nè, các anh em thấy không? Khi chúng ta muốn nâng cấp như gì lên á thì các anh em phải có chuối nha. Có những cái quả chuối á, lúc trước chuối thì nó bán bằng gen, còn bây giờ chuối á thì chúng ta phải quay sự kiện đồ ra các kiểu nó mới có chuối nha. Thì có chuối thì chúng ta sẽ nâng cấp lên từ 5%, 6%, 7%, 8% gì đó, thì chúng ta có thể nâng cấp lên y gan là chúng ta cộng khảm ngọc vào đồ vậy đó anh em. Thì cái gì cũng vậy, nó phải từ bước 1 đi lên chứ không phải là mới ra nó sẽ ra whip liền anh em. Thì clip của mình chia sẻ cho các anh em là khảm những cái nguyên tố vào một cái ben, là một cái dây chuyền, và xây những cái nguyên tố để mình khảm vô một cái pentagram. Đây một cái pentagram là như gì đây, đơn thuần là chúng ta phải cố gắng mài mò và cày cuốc cái đó. Khi mà mài mò và cày cuốc thì chúng ta sẽ trải nghiệm con game nó sẽ tuyệt vời. Còn các anh em không có muốn trải nghiệm tuyệt vời thì các anh em có thể đầu tư và mua. Những anh em nào thích máu me đầu tư và mua liền á thì cũng ok đi, nhưng mà không biết cái cảm giác mà mình kiếm từ cái nguyên liệu, kiếm từ cái vật phẩm để mình làm lên một cái công cụ hoàn hảo hoàn chỉnh để mình sử dụng thì cái đó nó cũng thật là tiếc. Thì video của mình sẽ xin tạm kết thúc tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại các anh em ở video clip lần sau nha. Bye bye.